Xin chào các bác, chào bà con. Hôm nay em lại chuẩn bị đi công tác, đi Trung Quốc thì tranh thủ làm một video ngắn để cho các bác có thể theo dõi những video em cập nhật hàng ngày. Do cái thời gian em dạo này cũng có khá nhiều việc và các dự án nó cũng đang chồng chất, nên em đang quản lý nó khá nhiều. Cho nên là cũng tranh thủ để làm sao tối đa cung ứng tới cho bà con về những hình ảnh thực tế tốt nhất về cây giống của em là Biên, nhà sáng lập trung tâm cây giống Tam Đảo. Và hiện nay em đang điều hành trực tiếp đơn vị trung tâm cây giống Tam Đảo, chia sẻ với các bác cho các bác nắm bắt tốt nhất về cái hình ảnh. Video này thì cũng chia sẻ cho các bác về để cho bà con chúng ta là tiếp cận những người đang có nhu cầu trồng cây giống thôi. Đấy. Thế là để là các bác nắm bắt được. Còn em thì bây giờ em chuẩn bị xuống cái là em đi Trung Quốc thì chắc là cũng xin phép các bác là đăng video mấy ngày nó sẽ chậm một chút, bởi vì là em đi sang bên kia có thể là cái sóng nó hơi kém và các bác liên hệ cho em thì vẫn liên hệ được bình thường, nhưng mà cái mạng ấy thì em không biết là sang bên đấy liệu nó có sử dụng được Facebook không, bởi vì theo em tìm hiểu nghiên cứu thì Trung Quốc họ không có Facebook với cả không có Google đâu, bên đấy họ sử dụng những phần mềm riêng của họ đó, cho nên là cũng khá là gặp nhiều khó khăn. Thì nếu mà sang đấy mà vẫn cập nhật được thì em cũng sẽ có cố gắng để cập nhật những video ở bên đó cho các bác xem. Nhưng ngoài ra thì là phần nào đó là cũng để cho các bác là chúng ta nắm bắt được một cách tốt nhất về hình ảnh hàng ngày về cây giống tại trại giống đơn vị em. Còn là sang bên đó điện thoại thì em sử dụng mạng quốc tế rồi, thì các bác vẫn nên liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại em để phần tiêu đề, vẫn liên hệ bình thường đó. Đây là cây kén hồng nhá bác nhá, là một trong những loại cây này là cây trung vàng, xin lỗi các bác, một trong những loại cây công trình khá đẹp tại Việt Nam, và hoa của nó thì khá lớn cũng như là nó sai hoa rất là nhiều. Về cái số lượng ở vườn em thì không giới hạn, em là trung tâm cây giống thì ở đơn vị em là em sáng lập ấy, thì là có đầy đủ tất cả các đội ngũ kỹ sư nông nghiệp, chuyên gia cây giống, chuyên gia về trồng và cũng như là ươm kỹ thuật đầy đủ hết, để làm sao đưa cho bà con những cái chất lượng cây giống đảm bảo. Nhiều bà con cũng chưa hiểu về cái giá trị nhà vườn và trung tâm cây giống, thì cũng để chia sẻ cho các bác. Thì cái video này thì muốn mang lại giới thiệu cho các bác, thì bác nào có nhu cầu muốn trồng cây hoa cảnh công trình, cây hoa đẹp ở nhà thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em, thì em sẽ có quy trình hướng dẫn để hỗ trợ cung ứng tới các bác những cây giống nó tốt nhất. Vâng, thì cũng là video thì em hôm nay em làm tranh thủ thế này thôi, bây giờ em phải xuống em soạn đồ để em đi rồi. Chúc các bác có một tuần làm việc mới vui vẻ. Hôm nay là ngày 20 mấy nhỉ? Hôm nay thì là cuối tháng rồi. Thì cũng chúc các bác có một tuần mới làm việc vui vẻ, và sang tháng mới chúng ta lại tiếp tục gặp nhau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.